Vâng, hello anh em, tiếp tục series review sò tản nhiệt đến từ nhà Blackstone quá quen thuộc trên kênh của mình rồi. Thì hôm nay mình sẽ review đến anh em con sò tản nhiệt EX2 Pro, phiên bản mới của EX2. Thì chúng ta xem sò tản nhiệt này có gì hot. Đấy, có 4 tính năng các kiểu là điểm. Đây là phụ kiện đi kèm này, mua thêm. Thì đây là cái ngàm gắn cho điện thoại thôi. Mình khuyên anh em nên mua cái này, nó tiện hơn khá là nhiều so với anh em dán vào điện thoại. Cái này họ thiết kế khác với cả những phiên bản trước mình review này. Có cả cái lỗ phồng tơ này. Đấy, cái này thì nó sẽ tiện nha, gắn lên mọi điện thoại cho anh em. Mình review khá là nhiều sò tản nhiệt của Blackstone rồi. Nói chung thì chất lượng không chê vào đâu được. Làm lạnh 1 phút, đèn LED RGB, đấy, vân vân mây mây. 27% heat, 42% cooling, 510W power vân vân. Những thông tin khác này. Và đựng trong một cái hộp rất là quen thuộc. Hầu như sò nào mình thấy họ cũng đựng như này. Và đây chúng ta sẽ có sách giới thiệu hướng dẫn sử dụng này. Cáp cắm nguồn, tai xi và dây là dài nhé. Và tất nhiên là kèm theo đấy là miếng dán 5 châm. Nếu dành cho anh em là thích dán trực tiếp vào điện thoại luôn. Mình thì không dùng cái này. Và đây, sản phẩm của chúng ta. Đấy, phía trên là cái mặt sò tản nhiệt UA. Lật ngay mặt dưới nhìn màu xanh nó cute vãi chưởng luôn. Logo Blackstone này, hình con nhện này. Xung quanh này, cái sò kim loại bên trong, khu vực tiếp xúc mặt lưng điện thoại này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút nguồn nó nhỏ xinh xinh, bấm rất là nhẹ nhá. Và thêm cổng tai xi ở đây, cấp nguồn. Chúng ta sẽ đi test thực tế mát lạnh như này. Mình đang sạc điện thoại đây. Và anh em cấp nguồn bằng sạc dự phòng hoặc là cổ sạc cũng được nhá. Dùng sạc dự phòng cho nó tiện. Đó, cắm vào phát nó lên luôn này, lên đèn luôn, LED RGB luôn. Đấy, và cái chỗ này nó mát lạnh luôn. Chỉ mất 1-2 giây thôi là sờ nó mát lạnh rồi, có nước đọng luôn này. Như kiểu anh em sờ vào đá luôn đây. Đấy, nước đọng lên này. Giữ chặt thì anh em tắt LED RGB. Đấy, giữ chặt thì bật lên này. Đấy, LED RGB chuyển động này. Đấy, đọng hơi nước khá là nhiều rồi này. Khu vực điện thoại nhá, vừa sạc pin xong này anh em. 35 nhá. Anh em sẽ gắn cái này. Bốn cái kim loại tròn gắn vào sẽ như này. Đấy, nó nhỏ gọn như này anh em. Đấy thì cái ngàm này thì nó giúp anh em di chuyển được mọi vị trí. Đấy, nếu mà anh em dán thì nó sẽ cố định không. Nhưng mà thường là iPhone thì nóng ở chỗ gần camera thì anh em dán đây cũng được. Đấy, hoặc là anh em dùng cái ngàm này thì anh em di chuyển xuống đây cũng được. Đấy, di chuyển mọi vị trí muốn làm mát. Chơi game như này thì sẽ giúp cho anh em ít bị drop FPS, ít bị giật lag. Bắn nó dễ dàng top 1 hơn. Đấy, cầm nó gọn như này thôi anh em. Đấy, nhẽ này, cầm như này. Đấy, hoặc là chúng ta cầm như này. Đó. Những sản phẩm Blackstone sò tản nhiệt trước đây mình có review tới anh em ấy. Thì nói chung là cũng đều ngon, đều ổn. Và có... chưa kịp làm gì nữa chứ. Và có con sò tản nhiệt làm mát lạnh đến tận 6 độ cơ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tem. Đây, ở đây sẽ là 34,2 này. 34 này. Đó, là chỗ này vừa làm mát đây. Rồi, xuống 31 luôn. Đấy, bây giờ lên này, bỏ ra nó lại lên này. Đấy, đây, chỗ này trực tiếp luôn. Đấy, 18 độ. Nó vẫn xuống dần nhá. Nó vẫn đang lạnh dần này nhé. Chỗ này này. Đó, 33 độ. Quạt phả hơi nóng ra này, 33 độ. Ngược lại luôn. Đấy, 17 độ. Đó, vẫn đang giảm. Điều đặc biệt khác với những con sò khác mình đã review của Blackstone đó là con này nó có cái hút thử tính này. Đây, anh em sẽ cậy cái này ra. Đó, cậy cái nắp này ra, bốn cái nam châm này. Và anh em thể vệ sinh ở đây, rất là dễ dàng. Đấy, quạt không chổi than này, lõi đồng này. Đó. Và chúng ta gắn cái ngàm này vào thôi. Đấy, cái ngàm cũng có bốn cái điểm tiếp xúc này. Đó, nó hút chặt như này. Và gắn lên điện thoại dễ dàng thôi. Rất là dễ dàng, thao tác. Thiết kế khá là hay, mới lạ nhỉ. Rồi, thì đó là tác dụng của sò tản nhiệt thì mình cũng không cần phải giới thiệu gì nhiều. Nên ai mà ham chơi game, hay chơi game thì nên sắm con sò tản nhiệt này. Bạn nào quan tâm thì mình để dưới video nhé. Anh cảm thấy video hay thú vị đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn bên này. Bye bye anh em. Nói chung thì về sò tản nhiệt của Blackstone thì mình thấy nhiều hãng cũng làm sò tản nhiệt, nhưng mà mình thấy Blackstone làm khá là nhiều mẫu sò tản nhiệt khác nhau và làm lại khá là ngon.